Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố được phân bổ vaccine đợt 3 phải huy động lực lượng trước ngày 18 tháng 6 để tổ chức tiêm vaccine an toàn và đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần tổ chức tiêm ngay. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện đợt tiêm này.